Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok ok, mưa ơi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, cha! Thích chưa? Wow, mưa giỏi quá trời, có đất luôn. Trời đất ơi, ôm cái coi nè. Mưa giỏi quá, ok tiếp nè. Ui. Trời đất ơi, cái mặt kìa. Nè, chị vẫn cầm trong người nè. Trời đất ơi, bị trôn mà không biết luôn. Ngốc nè. À, ui cha, tụi ra mới đây mà sắp gọi là chiều rồi. Mưa có đói gì sao? Đói không? Đói không nè? Đói hả? Được rồi. À, bây giờ mưa em ở nhà trong nhà nha. Bây giờ chị Sim sẽ đi ra siêu thị mua thịt cho em ăn nha. Được không? À, ok. Mua. Ok, đừng nói nha. Na. Rồi, ok. Rồi, mà nhớ ở nhà ngoan nha. Và đặc biệt nhớ rằng không được đi theo người lạ. Nhớ nha. Ok, ngoan lắm. Rồi, bây giờ chị Sim đi mua đây nha. Na. Wow, ta là ma sọ đây, quay sọ ta. Wow. Ủa, gì kỳ vậy? Sao ma sỏi mà ai sọ vậy? Gì kỳ vậy? Không ai vậy? Trời ơi, làm đau cả cổ à. Chuyện đó là không được rồi. Bây giờ phải tìm cách tìm một ai đó gọi là mình dọa cho người ta sợ, cho người ta biết mình là ma sọ. Hợp lý. Bây giờ biết tìm đâu đây ta? À, cái làng, được lắm. Vô đây dọa là bả chảy xỉ ngầu luôn. Vô, ta là ma sọ đây. Wow, có ai sợ không? Yeah. Wow, ta là ba sọi đây, có ai sợ ta không? Wow. Ai vậy ta? Con gì vậy? Nhưng mà ta không quan tâm, vì ta sẽ tới hù dọa nó, thế là ta cũng sợ ta thôi. Ta là ma sọi đây. Wow, có sợ ta không? Wow. Ủa, ngươi không sợ ta hả? Ta là ma sói đó, con cún kìa, ta là con sói đó. Lão tuyết, một con cún như ngươi mà dám xem thường ma sói ta đi sao? Thật là đáng thất vọng. Được rồi, ta sẽ bắt cóc ngươi về để ngươi biết sức mạnh của ma sói là như thế nào. Không có nói nhiều nữa, bây giờ tao bắt cóc ngươi nè. Sợ chưa? Ngươi sợ tao chưa? Rồi tao bắt cóc này mày nè. Sợ tao chưa? Tao là ma sói đây. Ok, rồi vô mod đây, ông đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa? Làm tò mò vậy? Trời ơi, tò mò đúng không? Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Bây giờ tôi sẽ cho ông biết một món quà mà tôi với Sammy đã rất là cố gắng để có thể tặng cho ông này nha. Ông xem nha, chuẩn bị nè. Đếm 1, 2, 3. Đếm 1, 2, 3, quay mặt lại nha. Ok, chuẩn bị nè. 1, 2, từ từ, để tôi đếm ông nội. Ai cho ông đếm? Ok, 1, 2, 3, quay mặt lại. Cái này nhà tôi hả? Đúng rồi. Đây chính là nhà của ông đó. Đẹp chưa? Đây. Đây là một ngôi nhà giữa màu cam và màu xanh mà tôi với Sammy đã xây trong đó. Ông coi thấy không? Ghế cũng màu xanh nè đó, giường ngủ cũng màu xanh nè. Đẹp quá. Đẹp đúng không? Đây là nhìn nè, mái nhà cũng màu xanh nè đó, kết hợp với màu cam. Đúng màu cam luôn. Cái màu đen nè. Cái màu đen nè, người ta xây, người ta để quên đó. Ok, đập ra. À, quên nữa, ra ngoài đây. Để tôi cho ông coi đây nè. Ở trước nhà tôi còn xây một cái tượng của ông đó, thấy không? À, một cái tượng vô mod. Vô mod rồi. Đúng rồi, trời ơi, tự nhiên vô mod từ hành tinh vô mod xuống nghe, vô mod là người bình thường trên hành tinh vô mod. Tiên xuống dưới đây xong cái được xây tượng, xây nhà cho luôn đấy. Tại vì á, tôi á là tôi thấy á là ông ở trong làng Hero Team cũng lâu rồi mà ông chưa có nhà. Chính vì như vậy cho nên hôm nay tôi và Sammy đã quyết định tặng trong ngôi nhà này. Thấy thích không? Đúng rồi, đẹp chưa? Hơi mệt quá xây nhà thì mệt lắm. Thích không? Thích chứ, trời ơi, vậy sao không thích được? Trời ơi, thích đúng không? Rồi, ok. Vậy thì từ nay, Yomod sẽ có cái ngôi nhà ở chỗ này nha bạn nha. Chỗ này sẽ là nhà của Yomod nha bạn. Đấy, quá đẹp luôn. Trời đất ơi. Mưa ơi, em đâu rồi? Ủa? Gì vậy? Ủa, Phong Cận, Sammy. Ui, hai người có thấy bé mưa của tôi ở đâu không vậy? Hả?
Ủa mẹ Mưa, sao tự nhiên hôm nay Simmy đi kiếm bé Mưa? Bình thường là tôi thấy bé Mưa nó hay ở nhà Sim mà. Đúng rồi, hôm nay tôi bảo Mưa ở nhà canh quán giúp chị nha, xong tôi ra ngoài tôi mua thức ăn cho bé Mưa, xong tôi quay lại bé Mưa mất tiêu luôn. Trời ơi, bắt nó, nó bắt đi rồi. Tại chỗ thôi. Cái gì? Xe bắt chó sao? Trời ơi, chết rồi. Như vậy là bé Mưa sẽ bị xe bắt chó bắt đi, sau đó bán cho tiệm thịt chó, là sẽ làm món thịt cây 7 món á. Trời ơi, ông này khùng hả? Trời ơi, kiểu này làm cho Sim sợ. Không, chắc không phải đâu Sim, chắc là bé Mưa đi lạc thôi á. Trời ơi, ông này kỳ cục ghê luôn à. Không được, không phải. Bé Mưa không bao giờ đi lạc cả, bởi vì bé Mưa là một, gọi là bé cún rất là gì ta, chăm chỉ và lúc nào cũng nghe lời túi cho tôi bảo ở nhà là ở nhà, không bao giờ gọi là gì ta đi lạc được đâu. Này, bé Mưa không bao giờ đi lạc à? Tôi thì tôi không nghĩ vậy đâu, tại vì bình thường á chó mèo á rất là hay đi lạc luôn, dù bé Mưa nó có thông minh đến cỡ nào thì nói chung là nó cũng chỉ là một bé cún thôi, thì nó vẫn sẽ có ngày đi lạc, cho nên á thôi được rồi. Đã như vậy thì tôi sẽ cùng với Yomot và cùng với Sammy sẽ giúp bà đi kiếm bé, đi kiếm bé Mưa được không? Đúng rồi. Vậy ông với Yomot với Sam sẽ giúp tôi kiếm bé Mưa hả? Đúng rồi. Bọn mình là bạn bè tốt mà. Nhiều nha. Ok. À mà khoan, Yomot đây, có sữa không? Cho tôi xin tí sữa, sáng giờ xây nhà của ông xong mệt quá. Ôi, cảm ơn. Cảm ơn Yomot. Cho ly đó, cho hộp với tôi cùng khác quá trời nè. Đó, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ok. Uống sữa Yomot cho đi rồi bọn mình đi kiếm. Nhầm. Quá ngon luôn. Ok thôi bây giờ mình đi kiếm đi. Tôi nha, tôi nghĩ rằng á là bé Mưa á, thường thường thì Mưa hả, Mưa nó sẽ là một con cún, thì tất nhiên là nó cũng sẽ rất là hay kiểu như là bị dụ dỗ bởi thức ăn. Chính vì như vậy chúng ta sẽ đi đến những cái nơi nào mà có đồ ăn, mà có đồ ăn thì tất nhiên là nơi nào, là nhà của tôi. Trời ơi, nhà của tôi lúc nào chẳng có đồ ăn. Qua đây qua nhà tôi, qua nhà tôi. Ở nhà không được à? Đi vòng vòng đi, đi vòng vòng nhà tôi kiếm thôi. Ủa? Trong nhà tôi không có bé Mưa rồi Sim ơi. Nhà tôi trong không rồi, nhà tôi còn chưa trang trí nè. Trời ơi, nhà ông không có gì sao vậy? Ủa? Nếu như mà không có trong nhà mình thì mình nghĩ là chắc là sẽ là ở nhà Sam. Đúng rồi, qua nhà Sam. Gì vậy ông nội ơi, nhà tôi quên mua đồ ăn, không có đồ ăn đâu. Tôi hôm nay đi không đi chợ. Ủa vậy hả? Để mình suy nghĩ coi, nhà Sam không có mà nhà của mình cũng không có, vậy thì bé Mưa đi đâu ta? Suy nghĩ. À đúng rồi Sim, tôi nói bà nghe nè, hay là bây giờ á bọn mình đi qua bên gọi là đồn công an á, mình nói với mấy chú công an à, mấy chú ơi, nhà con bị một chú cún thất lạc, thì mấy chú sẽ giúp mình kiếm á, mấy chú công an tốt bụng lắm. Cũng hay nè. Ờ ha, tại sao mình không nghĩ cách đấy nhờ. Ờ đúng rồi, đi trời đi, cái gì thôi. Chứ việc gì khó, cứ nhờ mấy chú công an, hiểu không? Mấy chú công an rất là tốt bụng, sẽ giúp đỡ bọn mình. Ơi, mấy chú có thấy bé cún của con không hả? Mấy đây chú. Đây vô đây, vô đây, vô đây nè. Ủa khoan, từ từ. Mọi người ơi, bên đây có gì nè? Ủa gì đây? Ủa, tôi không biết nữa, tự nhiên hay không, ở gần đồn công an có cái cổng gì vậy ta? Ủa, cánh cổng này là cổng gì đây? Từ từ, để mình xem mới coi. Ơi. Cái cổng này nhìn kỳ lạ ta, nhưng mà là nó có màu cam với màu xanh của Yomot nè. Ê Yomot, cổng này cổng của ông hả? Ủa gì vậy, cổng tôi trời, tức là tôi không biết cái cổng này là gì luôn á. Ủa, gì kỳ vậy ta, sao tự nhiên lại có cánh cổng ở đây ta? Có khi nào bé Mưa nhìn thấy cái cổng này lạ quá, xong bé Mưa đi vô cái cổng này, cái đầu bị kẹt ở trong đó không ta? Có khi nào vậy không Sim? À, ủa vậy luôn à? Ủa, sao cánh cổng này sao mà đi được, nó to vậy sao đi qua được? Ồ, tôi có không biết rồi, nhưng mà chắc là tôi nghĩ là sẽ qua được á. Ơ Yomot, bây giờ nè, ông thử đi qua cái cổng này coi coi bên trong có gì không, tại vì ông là người đến từ hành tinh Yomot, cho nên tôi nghĩ rằng là ông sẽ vào được á. Vô thử đi. Tôi vô chưa? Vô đây. Ui, vô được không Yomot? Ông vô được, mọi người ở đây. À, trời ơi, thì ra cái cổng này vô được, đó thấy chưa? Vậy là mình đã đoán đúng rồi bạn ơi. Chắc chắn là bé Mưa đã đi lạc vào trong cái cổng này rồi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào trong cái cổng này để đi kiếm bé Mưa thôi nào mọi người. Đi nha. Ok, let's go. Giải cứu bé Mưa thôi nào. Let's go. Hay da. Trời ơi. Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy ta? Thì ra đằng sau lưng cánh cổng là một căn phòng bằng đá bạn ơi. Trời, căn phòng to quá à. Wow. Đẹp dễ sợ luôn á. Tôi thấy đẹp mà. Tại vì tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái bức tường nào mà nhìn nó phẳng phiu, nhìn nó đẹp đến như thế này. Ôi, ủa mà khoan, chỗ này là chỗ nào vậy? Đâu để mình xem coi. Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy ta? Ui, cái gì vậy? Tại sao bên đây lại có lava? Wow. Ủa, lava có khi nào
trời? Có khi nào chỗ này chính là một cái khu nhà tù không ta? Trời ơi, mình thấy cảnh này quen quen lắm nha các bạn nha. Bởi vì thường thường á, mà đi qua một cánh cổng, sau đó bị dịch chuyển đến một cái một cái căn phòng. Và từng căn phòng lại có những cái thử thách khác nhau, như là lava hay gì nè. Thường thế này chỉ có thể là nhà tù thôi. Sammy thấy tôi nói đúng không? Y chang luôn, cái này tôi nhìn là biết giải mã đồ nhà tù nè. Trời ơi, quen biết luôn. Tưởng cái gì chứ dăm ba với cái giải mã à. Thôi đi về. Khỏi khỏi cô bé mưa nữa. Cái gì vậy? 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 Tôi là ông sẽ cứu bé mưa mà. Hey, trời ơi, nghĩ sao vậy? Nhìn cái nhà tù thôi là biết khó vượt qua rồi. Lava không kìa, tôi mà rơi xuống đó thì tôi trở thành heo quay luôn á trời. Đúng rồi, được đúng không? Ok, thôi được rồi. Nói chung á là vì Simmy cho nên là mình sẽ tìm cách để cứu bé mưa các bạn ơi. Ok, mà khoan, đúng rồi, vô mất, qua đây vô mất. Đây tôi nói ông nghe nè, ông có vũ khí hay gì cho mọi người không? Để mọi người phòng thân. Thường thì mấy cái nhà tù này nó hay có quái vật đồ lắm cho nên tôi sợ lắm. À, được hay không à? Ok, kiếm tôi vô đâu, mất. Tôi đâu, lấy. Cũng mọi người đâu? Sao nó không chứ gì mà. Cái gì? Đưa cho Sim với Sam nữa ba không đưa sao người ta dùng? Nhanh lên. Trời ơi, bây giờ hai bà biết dùng không? Bây giờ hai bà biết dùng thì tôi đưa cho. Trời ơi, công đồ kiếm không biết dùng, trời ơi, Minecraft mà chơi là biết chứ. Rồi dư trời nè, của Sam nè. Nè, tôi nói ông nghe nha, vô mod nhiều khi á bà Sim với bà Sam hai bà còn PvP giỏi hơn cả ông luôn á, chứ ở đó mà ông khinh thường con gái. Ôi trời ơi. À, mà khoan đã, quên mất còn một thứ đó ông chưa đưa tôi. Mau đưa tôi hộp sữa vô mod để tôi uống tôi biến hình coi, nhanh lên. Trời ơi. Nè, tội là tôi có mấy hộp, ông cũng xin lần nào ông xin tôi hết. Trời ơi, ông là Mr. Robot, tôi không xin ông sữa hay tôi xin ai bây giờ? Rồi vài hộp theo ông cho nhiều quá vậy. Rồi ok, cảm ơn nha. Ok. Đâu ông miễn không? Thôi, Simmy với Sammy gọi là có uống sữa vô mod thì cũng không biết hình thành siêu nhân giống như tôi được đâu. Bởi vì là khác thôi, vô gì. Thôi cũng được, đây cho mọi người một hộp. Đó. Rồi, cảm ơn. Trời ơi. Ok. Rồi. Hai bạn một cảm giác thiệt là vô mod. Hai bạn làm sao mà đẳng cấp bằng mình được? Hai bạn xem mình đây. Nhầm. À, một cảm giác thật vô mod. Biến hình bùm chiêu. Đó, mấy bạn thấy mình biến hình ngầu chưa? Dữ vậy. Cái bộ giáp gì đây? Vô mốt sao? Đúng vậy, tôi đã giấu mọi người quá lâu rồi. Thật ra tôi chính là siêu nhân vô mốt ở trong làng Hero Team. Tôi chính là siêu anh hùng. Sắp tới tôi sẽ đăng ký tham gia vào Adventure. Đó, tôi sẽ đi là người ta sánh vai cùng người sắt và người lệnh. Trời ơi, trời, dữ vậy. Sao tôi quá vậy? Ghê mà. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta phải lên đường giải cứu bé mưa hay nào bạn ơi. Không chần chừ nữa. Let's không bao giờ đi. Tiến lên. Bé mưa. Ok. Đầu tiên là phải vượt qua bên cái đống lava này. Hình như nó có xây đường cho mình bắt cua hay sao kìa mọi người. Đó, mình sẽ nhảy qua đi. Cẩn thận vô mốt ơi. Chậm lại cái gì vậy? Mốt. Vô mốt, tôi vừa thấy một pha gọi là mù mắt cái vô mốt. Mày đặt làm màu. Không sao. Tôi nhảy có sữa vô mốt. Thôi, nhảy từng cái thôi là được rồi. Ông làm gì, ông hấp tấp, ông nhảy nhanh làm gì cho té hết chưa? Ủa, nhảy qua nè. Trời ơi, đơn giản. Quá là đơn giản luôn bạn ơi. Chạy ai nè. No, Sammy. Nè, uống sữa vô. Rồi sao? Không có kiếm nước vậy. Này, để tôi đừng cho đưa sữa tôi uống nhanh lên. Nè, uống vô nhanh lên. Phải uống sữa vô mốt cho thì mới không bị cháy nhanh lên. Rồi, hết cháy rồi. Rồi, hồi tim rồi. Hết cháy hay nào? Tôi thấy bà vẫn bị cháy. Hết cháy rồi. Mệt quá. Nè, uống vô thêm đi nè, cho Sim thêm vài hộp nè, đó Sim giữ đi. Thank you. Chứ tôi không yên tâm tí nào hết trơn á. Ok, phòng tiếp theo gì đây? Ôi. Trời ơi. Lại tôi nghe tiếng gì vậy? Sao mà bà té hoài vậy Sam? Tính ra bình thường nha. Bình thường nha, tôi chơi bắt cua tôi hay đẩy bà xuống lắm, nhưng mà lần này tôi không hề đụng vô người bà đó, mà là gì bà té hoài vậy bà nội? Gì vậy? Biết trời trời. Ok. Chân. Tiếp theo nữa, hình như chỗ này vẫn tiếp tục là một con map bắt cua hay sao á mọi người ơi. Này, để xem coi. Hey. Ok, thôi được rồi, để tôi thể hiện gọi là siêu nhân vô mod cho các bạn xem nè. Trời, cái gì chứ dăm ba cái bắt cua này, tôi nhảy một phát một lên luôn nè, coi nè. Ủa, nhảy. Ghê không? Ghê không? Ủa, nhảy gì ai? Trời ơi, đó rồi. Đó, trời ơi. Tôi quá nhanh, quá nguy hiểm luôn bạn ơi. Trời, đơn giản, ui rồi đơn giản. Đó, bạn thấy mình chưa té lần nào luôn, ghê chưa, đỉnh chưa. Bởi vì là mình đã uống sữa vô mod lên rồi, thì làm sao mà mình có thể té được, bạn hiểu không? Đó, gần lên tới nơi nè. Đó, bạn thấy không? Mình chưa té lần nào luôn, ghê chưa, đỉnh chưa. Bởi vì là mình đã uống sữa vô mod lên rồi, thì làm sao mà mình có thể té được, bạn hiểu không? Đó, gần lên tới nơi nè.
ơi. Ôi vô mod, ông có nhắm ông lên được không? Chứ tôi nhảy có xíu tôi té, tôi nhảy gần tới nơi tôi té, tôi cay quá. Ông cố gắng lên giùm tôi. Dạ ông bấm tường lên đi. Dạ. Ông có sửa vô mod mà. Hả? Trời ơi, sửa vô mod thì đâu có phải là bị nhện cắn đâu mà uống vô cái đầu trở thành người nhện ba mà bấm tường bà nội. Ủa trời ơi. Sao ông kêu ông được sánh vai với người nhện? Ủa sánh vai với người nhện chứ tôi phải người nhện. Ủa gì vậy? Sao vô mod bấm tường vậy? Ê vô mod, ông đề nghị đồng chí tắt hắt giúp tôi nha đồng chí. Đồng chí chơi vậy là không được nha đồng chí. Đây gần lên tới rồi nè, đợi tôi xíu tôi sẽ lên tới nơi để giải cứu bé mưa cho Simmy yên tâm. Ok. Hey. Nhảy lên mấy quả TNT này thì quá đơn giản, có gì đâu mà khó. Hey. Hey. Ok. Hey. Tôi sợ té bạn ơi. Hồi nãy tôi té cái phút cuối luôn trời. Ai quá Phong ơi. À. Đi xuống. Đi xuống. Tôi phải là người đầu tiên đây. Ông đi xuống nhanh lên. Đi xuống giùm anh. Ok rồi để tôi. Yeah, mình đã lấy được cần gạt. Các bạn thấy không? Mình lấy cần gạt bằng chính sức lực của mình, không hề nhờ vô mod. Thôi tôi đùa vô mod, ông đừng giận tôi nha, tôi giận xíu thôi. Ok bằng rồi. Chính sức lực gian xạo của mình. Đó không? Vô mod lên tới nơi mình đẩy vô mod xuống để mình lên đó, bạn thấy mình gọi là gian xạo chưa? Oh my god. Mình lấy được rồi. Rồi bây giờ Sim mà. Ủa? Sim lên đó làm gì? Ủa mọi người. Ủa mà cái xong rồi hả? Tính ra tôi lấy được cần kẹt ấy bà nội, bà lên đó làm gì bà nội? À mình lên đây mình hưởng cái sự may mắn. Ok. Dạ. Yeah. Thôi xuống đi bà ở trên đó tí nữa bà té giờ. Trời ơi sao ui, té được? Bám tường hả? Ủa khoan từ cái này bám tường rồi hả ta? Sao kỳ vậy? Từ hình ui. Ủa sao bấm tường được nè, ui ghê vậy. Wow. Cái sữa vô mốt nè. Trời ơi uống sữa vô mốt cái thành người nhện của bạn ơi ghê thiệt. Ok rồi mình qua phòng tiếp theo nào. Để coi phòng tiếp theo gì đây. Wow thôi mời sang qua trước. Cái gì kỳ vậy? Cái gì vậy trời ơi toàn chuột vậy, chuột gì đây? Trời ơi vậy? Mấy chuột con chuột lắm. Mấy con chuột siêu to khổng lồ luôn bạn ơi. Cái gì mà nó to dữ vậy trời. Vậy là không được rồi anh em ơi, tấn công bọn nó thôi. Không thể nào đây. Ui giờ nó cắn tôi nè. Ui à, trời nó cắn đâu đi. Ôi nó cắn đâu quá mọi người. Mọi người ơi dùng cung, dùng cung. Mọi người nhớ uống sữa vô món chưa nha. Nhầm 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 nhầm. Dùng cung, dùng cung. Ok rồi, dùng cung hả, dùng cung hả. Ok hợp lý đấy, dùng cung nè. Mày hả mày. Ui nó cắn tôi kìa. Bắn nó. Mày hả mày. Ok còn con bên kia. Ôi cung mạnh nè. Này thì chuột cái chúng tôi nè. Này thì chuột. Này thì chuột. Ok rồi. Mày quá. Mấy bạn thấy không? Đó chính là sức mạnh của tình bạn đó. Một mình bắn thì làm sao có thể giết hết bầy chuột được. Đó, bạn hiểu không? Ok. Thôi mời ông qua đi không? Cửa nhà tôi không qua. Sao vậy? Cái gì vậy? Ok để tôi qua. Thôi không qua đâu, không qua đâu, qua đâu. Thôi. Ok. Thôi được rồi. Mình nghĩ rằng đó là số phận của bé mưa đến đây là kết thúc. Hãy để bé mưa đi. Không đâu. Phải đi giải cứu bé mưa. Trời ơi, qua tôi sẽ qua trước. Được, tôi qua, tôi qua. Trời ơi, nhưng mà ở bên đây nó có con gì con gì vậy? Nhìn kinh dị quá. Nhìn kìa. Ủa không phải, con này không phải bò cạp. Con này là con gì á, nhìn nó giống con người mà nó bò nè, ghê quá à. Thôi cuốn cái này mọi người. Trời ơi, ghê quá. Tôi sẽ sử dụng chiến lược mod để quýnh đó. Mày hả mày? Úi dồi ôi. Trời ơi, ghê quá, tôi không muốn đánh nó đâu. Trời ơi, nó cắn tôi cứ chạy nọc làm sao. Nhìn tôi nhìn nó cứ giống mấy cái con cua á. Mọi người biết mấy con cua. Ôi, nhìn nó cứ bị đỏ đỏ. Nhìn ghê quá. Ok rồi. Ok, giết xong hết rồi. Tưởng thế nào hóa cũng dễ. Ok, qua phòng tiếp theo. Ui, cái gì? What the hell? Dạ, nó cái ma luôn. Trời ơi, bây giờ chúng ta phải chiến đấu với mấy con ma bay trên trời luôn á. Trời, cái gì mà ghê quá vậy? Oh my god. Thôi, không sao. Mình sao? Dừng cung bắn nó đi. Này, có con bên dưới thấp nè, sao không bắn vô mất? Đây. Mày ơi, ok, một con nè. Thôi. Mấy con này yếu xìu quá, tự bao nhiêu? Đây, cứ bắn nó đi, cứ bắn đi. Từ từ, bọn nó cũng sẽ chết hết thôi. Đấy, rồi, con bên đây nữa. Hey. Ủa, sao không chết? Chết đây. Ok, con đây. Ủa, sao mọi người? Ủa sao bắn tôi? Sao mọi người gọi là sao mà mọi người giết hết trơn rồi phải chừa tôi giết nữa chứ? Mọi người làm gì nhanh quá vậy? Nhưng mà kính mình cũng trời ơi nè, mọi người nên nhớ nha, tôi nhân vật chính nha. Ông vô boss nè, ông làm ơn ông giết chậm chậm xíu thôi. Ông giết nhanh quá tôi biết ông mạnh nhưng mà ông từ từ chừa tôi chứ để tôi thử. Ê, nãy giờ tôi có bắn cái gì đâu, nãy tôi không có bắn luôn á, tự nhiên rước lên cái thấy mấy con ma chết trơn. Ủa trời ơi. Phải để tôi thể hiện cho mấy bạn fan xem chứ. Okay. Rồi. Rồi. Tiếp theo. Thấy đi Phong ơi. Wow. Hey, cái chỗ này thì tôi nhìn tôi thấy nó hơi nghi nghi nè. Tại vì bình thường cái chỗ lava nó phải để chỗ cho bọn mình bắt cua đúng không? Còn chỗ này á thì nó không hề để một cái gì cho mình đi qua hết. Nhưng mà khoan từ, chỗ này tôi thấy nó có cái lava bị lún xuống nè. Tôi hơi nghi ngờ nha, để coi coi. Ôi, mọi người, tôi đứng được lên trên nè. Dễ, ok. À.
Vậy là những chỗ nào có lava lún xuống chúng ta có thể qua được. Ok, nhảy qua. Hey. Oh. Oh. Rồi sao chúng ta sẽ đi theo cái đường này đúng không? Trời ơi, dễ mọi người, qua đây mọi người ơi. Ghê vậy. Ê, Yomot, sao chưa gì rồi? Tôi thấy ông bị cháy rồi, Yomot. Tôi hả? Tôi có uống sữa Yomot vô siêu cấp VIP rồi và tôi bơi lava được luôn rồi. Trời ơi, gì vậy? Ê, ông nội, ông làm gì cơ vậy? Ơi mà mọi người ơi, mọi người đừng bắt chước theo nha, tại Yomot á là người ngoài hành tinh cho nên là Yomot có thể nhảy qua bơi lava được chứ bọn mình thì không thể đâu. Ủa mà khoan. Đúng rồi. Sao mà đến chỗ này nó kết thúc rồi? Vừa qua bằng cách nào? Ủa vậy bơi qua lava thiệt nha. Oh my god. Làm sao mà chúng ta có thể bơi qua lava được trời? Chúng ta không phải Yomot đâu. Ủa cái gì vậy? Ủa? Ôi, biết bay à? Không? Đâu, tôi có biết bay đâu. Tự nhiên tôi bị leo trên không. Ủa, khoan từ. Ủa, hình như trên đây nó vẫn còn đường, nó vẫn còn đường. À, đường. Vậy là mình sẽ đi cái này đúng không? Ok rồi, đi nè. Coi đường nữa nào. À, qua đây. Simmy. Rồi xong luôn. Thấy chưa? Bay su cả nay chứ trời. Simmy phải cẩn thận chứ. Simmy phải cẩn thận chứ, chưa gì té rồi. Ok. Ủa, rồi sau đó đi vòng qua đây hả? Ủa khoan, mình đi ngược lại hay sao á? Oh no, chỗ này khó quá à. Đi sao nữa sao? Cái level này nó khó dữ vậy trời. Đây. À, nhảy lên. Ok. Rồi, tiếp. Oh, hình như nhảy lên tiếp à. Ây da. No. Rồi xong tôi luôn. Ôi Simmy qua hả? Simmy hay quá vậy. Hay hả? Đi thẳng sao vậy? Tôi biết đường đâu. À thì mình cứ nhảy thôi. Ok rồi đến đây nè, sau đó là chắc là đi Sam, cứ đi vòng vòng thôi. Ok. Tôi sợ. Này, bà nghĩ tôi không sợ, chắc tôi cũng sợ không chết nè. Trời ơi, tôi sợ rớt xuống lava quá, nãy rơi xuống lava phỏng người luôn. Ô mà con trai ông đi trước đi chứ. Ủa thì Sammy chặn đường tôi, sao tôi qua được, phải để cho Sammy đi qua. Ok rồi. Ờ, à, qua thôi. Cái gì vậy? Trời ơi, gì vậy pha? Uống sữa vô mod vô. Nhầm. May quá, may mà có sữa vô mod không thôi là chết mình rồi mấy bạn ơi. Ok. Nhầm. Ok. Ơi, đừng chết nha, làm ơn đừng cháy. Trời ơi. Dừng lại đi, đừng cháy nữa. Ok. Ồ, may quá hết cháy rồi. Rồi, để coi căn phòng tiếp theo là gì đây. Trời ơi. Simmy, tôi nói bà nghe nè. Bà cho bé Mưa ăn cái gì mà sao bây giờ nó đứng bằng hai chân, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn ngầu quá vậy? Thấy quá vậy? Con thì phào mà bé Mưa là màu trắng, còn con này là con sói nó màu đen kìa, không thấy không? Hả? Ủa vậy hả? Con mà này bé là Mưa đâu biết. Ủa? Sói đâu. Tôi ơi. Nhìn tôi tưởng đó là bé Mưa chứ. À, hóa ra nó là ma sói trong truyền thuyết sao? Quay con ma sói kia. Người có mau thả bé Mưa hay không? Bé Mưa đâu? Bé Mưa hả? Ừ. Là cái con chủ này hả? Trời ơi. Tại sao ngươi lại có thể nhốt bé Mưa vào trong cái lồng sắt như vậy hả? Tại sao không bỏ nó vào nồi lẩu? Ông đi thôi, quá ra nghĩ cho nó đi. Quên. Thôi tại vì tôi thấy không khí căng thẳng quá, tôi giỡn xíu cho nó vui mà, chứ bé Mưa dễ thương lắm. Trời ơi, con tàu luôn trời, Mưa có tình nhắn thật mất. Yên tâm đi, có tôi đây mà. Bây giờ nếu các ngươi muốn cứu cái bé cũ này, chỉ có một cách duy nhất thôi, đó chính là tiêu diệt được ta. Nhưng mà trước khi tiêu diệt ta, cho ta hỏi một câu được không hả? Câu gì? Ta là ma sói đây, các ngươi có sợ ta không? Thật ra thì ta nói thật với ngươi nè, ta nhìn ngươi á là ngươi ngáo lắm, ta không có sợ tí nào luôn á. Đúng rồi, nhìn ngươi cũng bình thường thôi mà, có gì đâu đáng sợ. Đúng rồi, không có làm nhau nữa, trời ơi, làm nhau đâu. Ủa? Đẹp dữ vậy. Trời ơi, ma sói mà có sơn móng tay màu trắng nữa kìa. Ủa trời ơi, thật hả? Ta không đáng sợ chết hả? Không sợ gì đâu trơn. Trời ơi trời, cần lũ con người thật là đáng ghét. Dám nói ta là đồ đáng sợ. Ta là người ma sói mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất trên thế giới này. Được rồi, các người tới sổ với ta. Sức mạnh của ma sói. Gầm gầm. Gì vậy? Ôi, chiến đấu hả? Vô bót tiến lên. Cố vô bót. Cố lên vô bót. Trời ơi. Thì ra đây chính là gì ta, ma sói lửa sao? Nó cắn vô mod, cái vô mod bị cháy lửa luôn kìa. Oh my god. Dạ khôn tường ta. Rồi xong luôn. Vô mod. Không có sao không? Nè. Chạy Sam ơi. Chạy Sam ơi. Ngươi nè.
chạy đi, chạy đi Sám ơi, nguy hiểm quá. Cắn nào. Trời ơi, Sam à, nhầm Simmy vô mod. Chết rồi mấy bạn ơi, như vậy là không được rồi. Ngay cả vô mod mà còn không chiến đấu được với con ma sói này thì bây giờ chỉ còn có mình thôi. Thôi được rồi, Sammy, bà mau mau kiếm chỗ nào đó bà trốn đi, đừng đứng ở đây nữa. Ủa đâu rồi? Ủa trời, tính ra tôi mới vừa nói Sammy ơi, bà nên đi đâu đó đi, đừng ở đây nữa. Tôi đang tính tạo ra một cái cảnh thật là cảm động, kiểu như là Sammy ơi, bà hãy đi đi, tôi sẽ bảo vệ cho bà. Sammy phải nói là một cái câu gì đó. Không không, tôi không đeo ở đây một mình đâu. Ai vậy, cái dèo cái ba biến mất luôn mày ơi. Trời cái bà này. Ôi thôi không sao. Một mình ta thôi cũng có thể đủ để chiến đấu với ngươi rồi, con ma sói kìa. Bộ ngươi không biết, ngươi chưa nghe danh siêu nhân vô mod bao giờ sao? Hả? Vô mod nè, ta cũng có nghe qua nhưng ta chưa bao giờ chiến đấu được, sao mà ta biết được. Nhưng mà vấn đề vẫn thua ta thôi. Vậy hả? Tại vì ta là ma sói. Thôi được, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vô mod. Vô mod là một loại sữa rất là ngon, uống vào buổi sáng có thể giúp cho ngươi tràn trề được năng lượng. Nè uống thử đi, ngon lắm. Ủa hả? Đúng vậy, uống thử nha. Uống thử đi. Wow, một cảm giác thật là vô mod. Ủa sao ngon vậy? Ngon đúng không? Thôi được rồi, nếu như mà ngon thì bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu với nhau đi. Ta chỉ đùa với người xíu thôi. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Một cảm giác thật vô mod. Sức mạnh biến hình thì à. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã biến thành siêu nhân vô mod siêu cấp vô địch nè bạn. À, mình đã mọc thêm cánh nè. Và cơ thể của mình đã to ra thêm gấp đôi luôn bạn ơi. Nhìn thấy mình gọi là mạnh mẽ không, năng lượng chưa? Ok. Nè, cái con ma sói kia, ngươi đã chuẩn bị chiến đấu với ta chưa hả? Ta nói ngươi biết, bây giờ ngươi chỉ bé bằng cái bàn chân của ta thôi. Ta dậm xuống cái là ngươi chết tươi luôn á, ngươi hiểu chưa? Ngươi tưởng ngươi biết to lên là ta sẽ sợ ngươi sao? Sao thiệt? Sao thiệt kìa? Ghê quá mẹ ơi, trời ơi con gì mà to như vậy? À, ghê quá. Ủa cái chuyện gì vừa xảy ra ta? Tính ra nó kêu nó không sợ mình, sống đầu nó la làng anh sống chạy mất tiêu luôn. Cái gì? Ủa vậy là rốt cuộc nó có sợ mình không ta? Ủa? Hả? Sao dễ dàng quá vậy? Ôi trời ơi Mưa ơi, anh đến cứu em nè Mưa ơi. Trời ơi, em có biết là em hư lắm không? Em đi lạc vậy là chị Sim kiếm em á, cực khổ lắm hả con Mưa kia? Ở đây đây anh đục tường, anh cho em ra nha. Trời ơi cái cửa này cứng quá, ta đập lâu quá, từ đợi anh xíu. Hey, cuối cùng cũng xong rồi. Rồi mấy Mưa ra ngoài đây nhanh lên. Trời ơi, từ sáng giờ chị Simmy đi kiếm em cực khổ lắm luôn á, biết không hả? Thôi được rồi, bây giờ cùng anh đi về nhà thôi nào. Ok bạn ơi, vậy là ngày hôm nay mình đã cùng với Mr. Yomot, Simmy và Sammy, bọn mình đã đi kiếm được bé Mưa và đem được bé Mưa về nhà rồi nè. Sao mới vừa nói công xuất hiện liền Yomot? Ok, thôi được rồi, vậy là coi như hôm nay bọn mình đã hoàn thành được nhiệm vụ giải cứu bé Mưa bạn ơi. Và bé Mưa nhớ lần sau là không có được gọi là nghe lời người lạ, đi theo người lạ nữa nghe chưa? Rồi ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ phải về nhà đây. Thôi rồi, Mưa ơi, Mưa cổng anh với lại Mr. Yomot về đi. Ok, let's go.